con nghe nói là người đạo Hồi á thì được phép cưới được bốn bốn người vợ. Nó không phải bốn, muốn năm sáu bảy cũng được, khả năng của con người bốn thiệt. Nhưng trong mà kinh có thể Quran, năm Quran có nói là bốn người vợ. Vì gì phải cho công bằng nha. Ví dụ vợ này có cái này thì vợ này phải có cái này, vợ này phải có cái này. Hay Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại Châu Giang, Châu Phong của tỉnh An Giang. Và hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại một làng của người Chăm. Và đây là một cái nhà thờ của những người Chăm theo đạo Hồi. Thì hôm nay Bùi Hồ sẽ vào đây để nghe ông để mà nói về cái phong tục của người đạo Hồi là như thế nào nha cô bác quý anh chị. Thì trước tiên mình tiểu tiện á, nếu mình tiểu tiện phải rửa, rửa sạch sẽ, thứ nhất. Mà nếu mà cảm thấy mình sạch á thì thôi, nếu không sạch á thì mình phải tắm ha. Rồi tắm xong rồi mới lấy nước cúng à, lấy nước cúng thì lấy sao, trước tiên là mình phải súc miệng rồi rửa lỗ mũi đầu tiên, ta hít, ai hít nước được thì hít, nhiều khi hít nó sặc mà trong được cái mình chấm nước á, mình thật tay với mũi sợ cứt mũi á. Ừ. Đó là cái thứ nhất. Xong rồi mình rửa tay chân sạch sẽ đàng hoàng mình mới lấy nước cúng. Ừ. Tụi nó lấy nước cúng thì cho nó tóm gọn vậy thôi, nó cho con nắm nha, lấy nước cúng xong rồi cái mình mới vô cúng. Mà trước khi vô cúng á, là đi vô bước vô chùa nó chưa mặt mình phải giái, tôi ở trên chùa tôi cúng à. Nếu mình bước ra gì nè là cái như đích mà vô lại phải giái lại. Đầu tiên vô phải cúng cho chùa, cúng cho chùa đó là hai lễ cúng. Xong rồi hồi nãy là cái vợ đó là vợ chánh á, là bốn lễ cúng. Thì đứng con thấy người đứng trước là kêu imam, là người dẫn dắt, dắt. Ta cúi, mình cúi, ta đứng nhưng mà mình vẫn đọc kinh như nhau, đọc kinh giống mệt nhau thôi. Mình đọc kinh Quran á hả? Kinh Quran á, giống mệt nhau thôi. Nó tác động giống mệt nhau rồi cúi lại rồi trong cái cúi đọc cái gì, trong cái đứng đọc cái gì, trong cái ngồi đọc cái gì thì giống mệt nhau thôi. Đó. Nếu mà vợ chồng mà ăn ngủ với nhau mà tới giờ cúng lại phải tắm rửa sạch sẽ, tắm rửa cũng có cái giá gì à, tôi giá cho tắm nước ăn ở vợ tôi sạch bản thân tôi vì thượng đế. Đó, rồi tắm đàn bà cũng tắm mà đàn ông cũng phải tắm. À, tắm gội đầu sạch sẽ không sót gì hết rồi. Lúc đó là mình lấy nước cúng rồi mình cúng chứ còn không phải là quần áo nào cúng, quần áo nào mặc đi chơi là khác, chứ quần áo nào mà cúng phải sạch sẽ. Mặc áo đi chơi bình thường là Trung bình thì một ngày mình đi 5 lần, các ngày khung giờ nào vậy ông ạ? Nó gì, nó thường thường cái giờ khung nó cũng chia xích nhau là 5-10 phút tùy theo cái thời gian á. Bây giờ mình lấy 12, ở đây thường thường 12 giờ 10 nó vô rồi,
nhưng mà thống nhất với nhau lấy 12 giờ rưỡi. 12 giờ 10 á, là tất nhiên là mình ở nhà đó mình cúng được rồi đó. Nếu mặt trời yêu cầu, mặt trời nghiêng vậy thôi ha, là cũng được rồi. Nhưng mà ở đây trong bổn đạo người ta lấy thôi lấy 12 giờ rưỡi vì anh em còn tắm rửa đi tới luôn hơi trễ. Rồi 3 giờ thường thường là 3 giờ mấy ha, là tới giờ rồi, nhưng mà không thống nhất với nhau lấy 3 giờ rưỡi. Nhưng mà còn giấc chiều ha, là không được giấc chiều thì rồi thì 6 giờ, thì này còn 5 giờ 58 phút. Nó lưu lại, lưu theo theo múi giờ. Đó. Còn dắt rồi xong rồi tới 7 giờ, từ trước đó là 7 giờ 10, bây giờ còn là có 6 giờ 58 rồi, là vô cái cử thứ hai. Rồi tới dắt sáng 4 giờ rưỡi là cũng một thời nữa. Là 4 giờ rưỡi anh thời nè, 12 giờ rưỡi anh thời nè, 3 giờ rưỡi anh thời nè. 5 giờ mấy nói gì đi, 5 một thời nè, 6 giờ mấy một thời. À, từ đâu mà hình thành đến cái cộng đồng người Chăm của Châu Phong mình? Cái hình thành này đó, nó nhiều điểm, nhiều cái bị cái Hồi giáo này nè, nó phát xuất ra đó từ Ả Rập Xê Út rồi gấp, nhưng mà nó đi qua bên Trung Quốc, rồi Trung Quốc đó, nó về Việt Nam. Nói gì của cái người mà đi, tôi kêu là đi mộ đạo, đi giảng đạo đó, họ đi tứ xứ hết rồi. À, lúc nãy thì tụi con thì thấy thì đa số là nam cũng không thấy nữ là sao? À, là thế này, ở đây nữ á, thiền sư nói thế này, không cấm mà không biểu, đi nữ đi chùa nó phức tạp chỗ này, dọn dẹp mặt mày kia nó là không được, đi dầu thơm nữ tâm cho xịt đi chùa, nhưng mà người ta ổng nói là ổng không cấm mà không có biểu, mà chỉ bắt buộc người nam thôi. Nhưng mà người nam đi á, cúng lại được bao nhiêu thì người vợ mình ở nhà hưởng được bao nhiêu. Chị mà điều. Nếu người nữ đi thì anh cúng ở ngoài này chứ không có vô trong đó. Vô trong chùa cũng được nhưng anh cúng ở sau á thầy. Nhưng mặt mày phải che kính, cũng như Ả Rập phải che kính như này thấy không? À, bởi vì cái người phụ nữ nó có cái tính khôi khiêu, cái dốc dáng khiêu gợi, mặt mày khiêu gợi. Thấy không? Còn để ý phải không? Dạ. À, rồi mình vô á. Mà mình cúng lại không tập trung á, mình gặp nhỏ đó, nhỏ đẹp quá thì nó kể như nó cái tâm mình dao động, dao động mà. Mà cúng lại phải tập trung. Nếu không tập trung á, là cái thượng đế cũng không lấy luôn. À, thí dụ cái trong thí dụ con cúng lại 10 phút. Trong 10 phút đó con chỉ tập trung được 5 phút thì con chỉ được 5 phút thôi. Còn 5 phút khi không tập trung bị mất. Nếu con tập trung được 100% thì nó được 10. Như vậy là vậy đó. Cúng lại phải tập trung, nghĩ thượng đế không nghĩ gì ở ngoài hết. Đó. Còn nếu mà lỡ không được, tại sao mà mình nói rằng ta bắt đàn ông đi cúng lại có người tập trung mà tập trung, giống như con mua mão vậy á, thì mão thúi hay là cái gì đó sượng con cũng lấy hết. Còn nếu con lựa thì con lấy một trái thì cúng ở nhà, thì nhiều khi con không được trọn vẹn, bắt buộc và nó cúng đây nó được cướp sau đó nhà. Thì người nữ có gia đình thì chồng được bao nhiêu, ở đây thì vợ ở nhà cũng được, mà ở nhà cũng vợ dưỡng cúng. Con thì đi qua đàn Chăm mình khá là nhiều. Con hay ghé ở đây mua hai món, đó là sáng này con hay thích ăn cơm bò, cơm bò. Ở dưới bà sâu lụa dưới đây này. Thứ hai nữa là cái món tu là mò, tu là lòng bò, là đặc sản của người Chăm ở đây. Chăm. Thì chắc còn cộng đồng người Chăm còn mình còn cà búa nữa, còn con cà ri á, cà ri tươi á. Nhưng ta kêu cà búa, cà búa. Nó không phải cà ri, nó cũng như cà ri nó dành cà búa. À, nhưng ông chia sẻ cho con thêm một cái chi tiết nữa là tháng Ramadan thì mình sinh hoạt như thế nào? À, sáng Ramadan thì sinh hoạt như thế này, là kể như người ta dẫn cho mình đi làm, nhưng mà cái làm mình nó là phải giới hạn vì cái nhịn này, nó nhịn chay ban ngày, từ kể như 4 giờ là cái nhịn rồi đó, 4 giờ sáng là nhịn rồi đó, không ăn, không uống, không hút gì hết, và tới 6 giờ chiều. À, 6 giờ chiều lúc đó mới được quyền xả chay, được quyền ăn. À, thì trong cái lúc đó thì ban ngày đó mình ở chùa, về chùa là cúng lại đọc kinh Quran. À, chỉ làm như đó thôi. Như vậy thì trong ngày đó mình không ăn không uống thì không, sức khỏe không, bình thường hay vậy ta? À, vẫn bình thường là bao, vậy, bao lâu thì nó sẽ nhưng mà một tháng vì thế này nè, trong ban đêm cho mình ăn, mặt trời mất lặn xuống thì 6 giờ mấy đó, 6 giờ 6 giờ 5
tùy theo, nó cũng nhiều khi 6 giờ, nhiều khi 6 giờ 5, tùy theo cái múi giờ của anh ta cân, theo cái múi giờ ta, cái của mặt trời. Ừ. Thành ra là ban đêm ta ăn từ đầu hôm, ăn tới 4 giờ sáng ta mới ngưng. Nếu ăn được, thì nếu nó thật sự ra đầu hôm ăn chút đỉnh xong rồi ngủ rồi, nhiều khi thức tới 12 giờ đêm. Ban đêm thì thường thường thức đêm chơi nhiều nhất, đi tới đi luôn uống cà phê rồi. Rồi tụng kinh tụng niệm trong chùa đó, qua cái dần đó rồi cái bắt đầu tới 3 giờ. Nhiều khi người ta ăn cơm 2 giờ, nhiều khi nhiều người ăn cơm 12 giờ, nhiều khi ăn cơm 3 giờ. Người ăn 3 giờ xong rồi người ta xúc miệng xúc mồm rồi người ta nghỉ à. Một tháng chùa là có một lần hả không? Một năm sẽ có một tháng. Và tháng nguyên cái tháng đó gọi là tháng ăn chay Ramadan. Thì tất cả những người đầu hồi là phải nhịn ăn khi mà từ lúc mặt trời xuất hiện. Nhịn uống luôn. Thậm chí nhìn uống, nhìn uống, nhìn hút, nhìn hết. Mà thường là tháng nào? Không, thường thường là tháng mấy? Tháng mấy không? Nó còn 4 tháng nó vô nè. Nó còn 4 tháng. Là tính theo tháng dương lịch. Âm lịch. Âm lịch. Là hiện nay là tháng 8. Tháng 8. Thì đến tháng 12. À, tháng 12. Nó cứ xoay hoài hay là nó sẽ cố định? Nó xoay, nó xoay. Ví dụ tháng này là ăn chay tháng 12. Dạ. Năm tới ăn ta chay tháng giêng. Năm tới nó ăn chay tháng 2. 12 năm á. Người Chăm với người Việt nha ăn Tết chung một ngày. Có một lần ăn 12 năm xoay lại. Chứ vô đó ăn được 2 lần hoặc 3 lần. Nó không phải cố định là tháng này không phải gì. Tháng này thì tháng Giêng, năm sau tháng 2, năm sau tháng 3, năm sau tháng 4, năm sau tháng 5. Cái ý nghĩa của tháng ăn chay Ramadan thì nó có như thế nào trong kinh Quran họ? Cái ý nghĩa tháng Ramadan, ăn chay Ramadan nó cho mình biết là nó cho mình biết ăn chay, cho biết cái những người nghèo khổ họ đói như vậy đó. Khổ hạnh. Rồi mình phải xuất, nếu mình có tiền, mình xuất tiền ra làm bố thí cho những người đó. Cho nên một ngày ta ăn chay một ngày mà ai làm bố thí trong một trong tháng Ramadan họ được phước nhiều lắm. Cho nên nó ăn chay mục đích để cho biết rằng những người nghèo khó họ đói như vậy đó, cho người họ, họ có ăn họ biết cái thông cảm cho những người nghèo khó. Như vậy thì thứ hai nữa là trong cái đó là mục đích thứ nhất, đích thứ hai là mình phải tu tánh mình cho mình biết. Con không biết là đối với đạo hồi của mình á có đi về lại cái nguồn gốc của đạo không? Có nghĩa là mình hành hương về. Hành hương về. Thì Ả Rập Xê Út ở thì nguồn gốc nó đó là mình có bắt buộc là một người theo đạo hồi là cả cuộc đời phải đến đó một lần không ạ? Dưới có khả năng. Nếu có khả năng. Có khả năng. Còn riêng Ấn Độ giáo thì phải bắt buộc á. À, cái này á, bên Hồi giáo á nó có 5 điều. Cái thứ nhất là thừa nhận Thượng Đế. Cái thứ hai là cúng lại ngày 5 lần. Cái thứ ba là ăn chay Ramadan. Cái thứ tư là bố thí. Cái thứ năm là đi hành hương. Nếu anh có khả năng, anh không thiếu nợ gì hết, anh có nhà có cửa đàng hoàng, nghe không? Anh đi, anh có thể mang vợ anh đi và con đi theo. Nếu có khả năng, nếu không có, anh đi mà anh rằng đi mà anh dưới điều kiện anh phải để lại số tiền cho vợ con ở nhà trong 40 ngày đó, ăn uống chứ không phải đi vay nợ người ta, không bắt buộc. Cái này thì con không rõ nhưng mà con hỏi thử phải đúng không? Con nghe nói là người đạo hồi á thì được phép cưới được bốn người vợ. Nó không phải 4, 4, 5, 6, 7 cũng được, khả năng của con người 4 thiệt. Nhưng trong mà có thể Quran, 5 Trong Quran có nói là 4 người vợ. Vì gì phải cho công bằng nha. Ví dụ vợ này có cái này thì vợ này phải có cái này, vợ này phải có cái này. Vợ này ở nhà này thì vợ này phải ở nhà này. Đó là nói về vật chất. Còn nói về tinh thần phục vụ, con có khả năng phục vụ không? Ví dụ ngủ bà này một đêm, hai đêm thì lại bà này cũng phải ngủ. Đó. Rồi sinh lý mình không có đủ điều kiện để mà phục vụ thì là cái tội. Nha. Cho lấy mà với điều kiện về vật chất và tinh thần phải công bằng. Đáp ứng đủ được gọi là công bằng đó. Yeah. Nếu không phải vợ lớn này anh ngủ, vợ nhỏ anh ngủ 3-4 đêm, còn vợ lớn là anh ngủ với kiểu rờ là không được. Ví dụ vợ nhỏ có chiếc xe hơi, vợ lớn nó không có gì hết, có chiếc xe đạp là không được. Yeah. Phải đều nhau hết, thì anh cứ lấy đi. Không quy ước là bắt buộc là một vợ, một chồng mà có khả năng là có thể là được nhiều người vợ được. Bốn vợ. À, kinh có thể nhiều đó. Luôn. Vậy thì trong cái luật của Việt Nam của mình có chấp nhận cho không, luật hôn nhân Việt Nam không cho một vợ một chồng. Nhưng mà theo của đạo hồi ấy, thì được phép và thậm chí ví dụ là có thể về ở chung nhưng không cần làm hôn thú cũng được. Nhưng mà phải
công bằng hết á. Công bằng như chú nói vậy đó. Dạ. Con thì con có người bạn ở bên Mã Lai á, cũng lấy gì nuôi nó đây. Rồi con cái mình đây nè. Thì thường thường ở đây á, hồi xưa đó thì ông nào cũng đẻ 3-4 người, 5-6 người chân. Từ ngày sau cách mạng công á, nhà nước cho đẻ 1 đứa 2 đứa vậy đó. Nhưng mà nói về dân á, muốn đẻ như đẻ nhà nước cấm cũng không được đó. Dạ. Nhưng mà cán bộ thì nó khác. Nhưng mà dân giờ nó cũng đẻ 1 đứa 2 đứa là tối đa. Nhớ là mà gái vợ đâu có đủ được. Thành ra cái đời sống nó gặp khó khăn, thành ra con đẻ con nhiều con nuôi cách nào đây? Dạ. Nó là con mình đẻ nhiều nó không nổi đâu, còn thêm 2-3 bà nó thêm sao? Dạ. Đủ sức khỏe con người mình á, giàu có không lo lắng, ăn uống đầy đủ, sức khỏe dồi dào. Kiểu kiểu mà sáng thợ hồ chịu thợ mộc rồi gì tới nhà là rem mình rồi giờ mặt ngay nữa lấy gì mà... Con có một câu hỏi cuối nữa là đối với đàn ông á, thì hay gọi xưng tên là tên gì ta, trong tiếng người đạo hồi và phụ nữ là như là Muhammad đúng không? Cái tên nó đặc đẹp theo cái tên của thiên sứ, là trong đó là có 36 tên, 4 mấy tên, nhiều tên lắm. Thường nữ nhưng mà đặt tên gì á, tên theo của vợ của thiên sứ như là Muhammad, Rashid, hay là hỏi Muhammad cũng được, Abdul Qadir, rồi Ali, rồi Mustafa, rồi Davud, nó đủ hết á. Còn con gái Fatima, Maryam, Khadija, Soriha, nó đủ hết, nhiều đặt theo cái tên. Ví dụ con tên Phong thì nếu mà con là người đạo hồi thì con sẽ gọi con là gì? Thì đặt cho con một tên thiên sứ á. Thì bị thế này nè. Muhammad nếu Phong. Mà con á, là người kinh mà vô đạo, dạ. Ở đây sẽ đưa 2-3 cái tên cho con lựa. Ở đây không có buộc con phải đặt tên này tên này. Bây giờ nè, còn có tên này tên này tên này, con thích tên gì? Lựa tên đó. Thì con thích tên đó. Soleh, lấy Soleh. Soleh Phong. Soleh là cái bên tên của người đạo. Nhưng mà mặt giấy tờ của con vẫn là Phong. Dạ. Tên về đạo con thôi. Là Phong. Nhưng mà đạo của con thì dịch tên Soleh. Nhưng mặt giấy tờ của nhà nước liên quan làm việc hay là làm ăn vẫn là Phong. Dạ. Không có sao. Nhưng mà bên đạo hội thì tập con kêu Soleh, em kêu Phong. Vô đạo thì gọi là tên theo đạo. Theo còn đạo. Ra ngoài thì gọi tên thì theo giấy tờ. Nói vậy. Có điều Phong hỏi thì anh thì không gành về đạo hội và con cũng không chưa gành lắm. Thì trong đạo hội thì có bao nhiêu nhánh ông, như mình ở đây đạo hội theo đạo Islam thì còn bao nhiêu cái nhánh nó đẻ ra với nó như Ả Rập, Iran á. Dạ. Iran á là Shia, Shia. Dòng Shia. Shia. Thành ra ở đây tôi chỉ dựa vào cái thánh kinh Quran. Thiên sứ có nói nếu anh cãi lộn về đạo giáo, anh hãy quay về thiên kinh Quran và kinh của thiên sứ. Đó. Nếu anh với tôi ngồi cãi lộn nhau cái này, anh tôi nói cái này tròn, anh nói nó vuông, thì anh phải quay về kinh Quran coi cái giải thích này cái gì. Nếu nó giải thích cái này vuông thì anh phải nghe là vuông, tròn. Cho nên Quran là kim chỉ nam, Quran với cái kinh của thiên sứ là kim chỉ nam, nhất là Quran là kim chỉ nam của tôn giáo. Đó. Rồi tấp sĩ ác sĩ ai là tôi nói nó muốn bẻ ra, ý là nó muốn bẻ ra. Xin 1967 nữa không? Xin giới thiệu mọi người, đây là thánh đường Mubarak. Ở phía trước là mọi người, con thấy khi mà vào mọi người tháo một cái dòng ở cổ ra, cái dòng tay á móc lên cái trụ. Không phải, cái này là cái sợi chuỗi. Sợi chuỗi hả? Sợi chuỗi này, ví dụ đây là chuỗi 100 lật bên như nè, đủ 100 những ví dụ một ngày làm cho mấy trăm gì thôi. Dạ. Xong rồi ta... Tại sao mình lại dựa vô cột này ở chắc lớn tuổi ngồi hay dựa có khi mà vô nghi thức lễ có dựa vô cột. Dựa vô cột là sao không? Không có đâu, bị đợi. Thí dụ như là cái người ASEAN đứng nghe đang kêu gọi người ta đi lên nhìn đi lên cúng dạ. Lời trên đường thì mình đứng ở ngoài cũng được, mình đứng ngoài thì vô đứng dưới góc cột mình đợi cho người ta làm xong mình cúng. Đứng đợi vậy thôi. Cái người mà đọc đó gọi là người gì không? Cái gì là người dẫn dắt. Người không kinh phải đi mâm á, người dẫn dắt đi mâm đứng kia đó đó. Hồi nãy đó người mâm kia là người dẫn dắt, còn cái người mà lên đọc ASEAN hồi nãy, cái ASEAN là kêu gọi bà con là cúng á, cái là bila cái người mà lên ngồi trên cái bục đó ngày thứ sáu đó
Phật đó nó đó, đó đọc giảng á kêu là khó cách mình lên nội dạ. À, mình lại gần đó được không không? Hả? Mình lại gần đó được không? Rồi bắt đầu là đọc giảng cho bà con nghe ngày thứ sáu, đặc biệt ngày thứ sáu thôi. Dạ. Cái ngày thường cũng có đọc giảng kinh Quran á. À, thì giảng kinh Quran mình làm xấu làm tốt làm phải làm trái sao đó giảng đạo. Bằng tiếng tiếng Phạm. Bằng tiếng mình tiếng Việt mình. Còn bên đây là trăm, dạ còn bên đây là người, sao không bên đây, người bên đây là người imam người dẫn dắt trong cái cúng lại hồi nãy đó. Dạ, thấy không? Dạ. Trước cuối là cuối đứng là đứng đó. Dạ dạ. À. Người điều khiển cúng lại, người điều khiển cúng lại. Còn biểu tượng đó hồi con thấy là có một cái ánh trăng và một ngôi sao. Ngôi sao đó là biểu tượng ý nghĩa gì vậy? Thường thường người ta nói kỷ năm công thương binh, sĩ năm công thương binh, năm ngôi sao này nó có biểu tượng, năm ngôi sao này con mình cho nó thôi chứ còn nhìn trên trời cũng cho là sao, như là có người nói gì tinh tú thì năm ngôi sao nó tức như là năm nền tảng cúng lại. Cái thứ nhất là thừa nhận tịnh đế, cái thứ hai là cúng lại ngày năm lần, cái thứ ba là bố thí, cái thứ tư là ăn thắng chai Ramadan, thứ năm thì hành hương là năm sao năm cánh. Dạ. Dạ. Là biểu tượng của đạo hồi mình đó. À của đạo hồi. À, tụi con thì thường thấy theo tiếng Latin thì cái dòng ở trên đó là tiếng vàng. Không phải, cái đó là tiếng Arab, Quran, cái Arab đó, kinh Quran đó. Dạ. Mình đọc ra nghĩa là gì không? Thì cái Bismillahirrahmanirrahim nhân danh rộng lượng khoan dung. Bên đây là thượng đế Allah, cái chữ Allah là thượng đế bên Muhammad là thiên sứ. Đọc tụi con đọc hiểu. Rồi tụi con mình lại đó đi Phong. Dạ con mà quay bên đây thượng thượng đế. Ở trên cái dòng lớn ở trên đó là thượng đế mở rộng. À Phong. Dạ đúng rồi. Còn cái chữ bên đây là thượng đế, con chữ này là thiên sứ. Thiên sứ Muhammad. À. Và nhìn cứ mỗi tùy theo thời tiết, mỗi mùa dựa trên nguồn gốc của Ả Rập Xê Út thì chỉnh lại cái đồng hồ này. À, đồng hồ sẽ thay đổi. Và nó giống như cái đồng hồ của mình không? Ừ, giống đồng hồ của Việt Nam nhưng mà chỉnh giây theo phút. Có thời điểm tùy theo phút. Ý nó múi giờ. Múi giờ thì múi giờ Việt Nam. Ừ. Nhưng mà canh theo thời điểm mà cầu kinh bên Ả Rập Xê Út. Điều đặc biệt anh thấy ở đây là họ trang trí bằng những cái cột quá đẹp ghê không? Hoa văn á. Cái trang phục của mình là con thấy đẹp quá không? Cái này áo được gọi là áo truyền thống hay gọi là áo gì? Áo truyền thống. Còn áo Java. Java, còn quần, cái váy, cái này gọi là cái sarong. Cái trang sarong. Trang sarong. Sarong. Cúng lại thì mặc gì cũng được. Dạ, nhưng mà mình phải bắt buộc đổi mão không ha? Đổi, không. Có vấn đề cúng lại đó. Dạ. Là quần hoặc là cái trang trên đúng. Dạ. Con ở trần là cúng được rồi. Trên đúng dưới đầu gối. Cái đồ đó có quần hay là cái chăn hay cái gì cũng còn biết là dưới đầu gối, trên đúng, ở trần là cúng lại được rồi. Nhưng mình lại về Thượng Đế, không có quần áo thì là cái chuyện đó khác. Người ta nói những người mà nghèo nhất đó, là họ không có cái gì nữa, chỉ có cái một mảnh vải thì họ quấn trên đúng, dưới đầu gối, họ cúng lại được rồi. Rồi nếu mình có, tại sao mình không mặc? Tôi nói những người không có thì cúng lại không phải là chờ đổi như vậy đâu, nhưng mình mấy ông già như chú thì đổi có nghĩa là nó trang nghiêm hơn, mình đổi mặc đồ có nó trang nghiêm hơn, thấy không? Còn mình đi cúng bình thường cũng được vậy. Yeah. Chứ không phải là không được đó. Thượng đế nhìn trong tâm chứ không nhìn quần áo. Nhưng quần áo là cái lịch sự đứng trước mặt một người lớn. Yeah. Phải không? Yeah. Thì nó kết hợp nó đủ thứ chuyện. Nhưng mà ở trong đó nó kết luận lại một mảnh vải dưới đầu gối trên đúng là cũng lại cái nơi để mà mình tẩy chân, tẩy trần, ngửa tay, ngửa chân hay là hết nước gì đó không? Phải không? Thì hết mũi này, tức là những cái chất bẩn ở trên người là phải tẩy hết trước khi vào thánh đường. Và thánh đường thì được trang bị bên đây một cái nè, với ở đằng sau kia một cái không ha?